Đến với Quảng Nam vòn vẹn nửa mùa giải tại V-League 2020, Hoàng Vũ Samson sẽ chính thức là người của Thanh Hóa. Chia tay mảnh đất thủ đô sau hơn nửa thập kỷ khoác áo câu lạc bộ Hà Nội với nhiều dấu ấn quan trọng, chân sút nhập tịch này sẽ phải làm quen với cuộc sống mới tại xứ Thành. Thanh Hóa là một thành phố nhỏ nếu so sánh với Hà Nội. Tuy nhiên, điểm chung của hai thành phố là thời tiết khá giống nhau. Điều đó khiến tôi bớt nhớ Hà Nội, nơi tôi đã thi đấu 8 năm, vì ở đây cũng có cái lạnh, không như ở Quảng Nam quá nóng. Điều khác biệt duy nhất giữa Thanh Hóa và Hà Nội là ở đây không có các món ăn châu Phi, nhưng đó không phải là điều quá quan trọng với tôi. Từ lúc đến đây, tôi không có quá nhiều thời gian, nhưng những lúc rảnh, tôi thường đi xem phim, tới siêu thị, uống cà phê. Tôi nghĩ mình thích ở Thanh Hóa, bởi con người ở đây rất thân thiện. Mỗi khi tôi đi vào siêu thị hay vào sân tập, họ thường gọi tôi, này, Samson, và chào tôi một cách vui vẻ. Hoặc như ở quán cà phê, tôi còn được chụp ảnh cùng nhiều người mà tôi không hề biết, đơn giản vì họ thích bóng đá hoặc là thích tôi. Điều đó thật sự rất tuyệt vời. So they are amazing. I was asked to go to. Ở mùa giải vừa qua, tôi đã được mời tới câu lạc bộ Quảng Nam để giúp đội thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau. Tôi vui vì chúng tôi đã đạt được mục đích đề ra. Quãng thời gian đó rất quan trọng với tôi. Và giờ tôi chơi cho câu lạc bộ Thanh Hóa và đội bóng tỏ ra khá tin tưởng cũng như kỳ vọng rất nhiều vào tôi. Thanh Hóa đang có những sự thay đổi vượt bậc. Tôi tin tưởng vào bản thân mình, các ngoại binh mới, huấn luyện viên và tất cả các đồng đội. Bạn biết không, tôi tin chúng tôi sẽ giành vị trí số 1 tại V-League. Và tôi cũng tin chúng tôi có thể giành được cúp quốc gia. Trong trường hợp tệ nhất, câu lạc bộ Thanh Hóa cũng sẽ giành được một trong hai danh hiệu. Tất nhiên, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước hết là phải vượt qua câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, bởi họ là một đội rất mạnh. Tuy nhiên, trong bóng đá, chúng ta không nhắc tới những vinh quang trong quá khứ. Bóng đá giờ đã thay đổi. Như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, họ đã thành công vì có nhiều cầu thủ mới, huấn luyện viên mới và rất nhiều cái mới. Và Thanh Hóa cũng đang làm điều tương tự. Vậy nên, trong mùa giải sắp tới, không ai có thể chắc chắn Hà Nội sẽ lại vô địch. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho mùa giải mới. So với năm ngoái, Thanh Hóa đang có một đội hình rất chất lượng và chúng tôi sẽ chiến đấu vì chức vô địch. Mười một năm ở V-League, tôi đã có 2 năm chơi cho Đồng Tháp, 3 tháng cho Quảng Nam và 8 năm cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đối đầu với các đồng đội cũ là rất khó khăn. Tuy nhiên, mọi người hẳn vẫn còn nhớ tại chung kết cúp quốc gia vừa qua, khi tôi chơi trong bóng đá Quảng Nam, tôi và Văn Quyết đã có vài vấn đề nhỏ, khi đó tôi ngã xuống. Văn Quyết nói gì đó và tôi cảm thấy cáu vì cậu ta đã nói tại sao tôi lại ngã. Đó là lúc tôi đã nổi nóng và đẩy lại cậu ta. Trong bóng đá, khi trận đấu trở nên căng thẳng, các cầu thủ có thể trở nên gay gắt với chính người bạn của mình. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đã gặp nhau. Chúng tôi thậm chí còn đi ăn tối cùng nhau, chụp ảnh chung vì chúng tôi từng là đồng đội. Chúng tôi chơi cùng nhau và cũng kiến tạo cho nhau rất nhiều ở câu lạc bộ Hà Nội. Đó là sự chuyên nghiệp. Trong sân, chúng tôi có va chạm, nhưng ngoài sân cỏ, chúng tôi là bạn khá thân vì bên trong sân bóng, đó là công việc. Với Văn Quyết, dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cả. Chúng tôi vẫn sẽ là những người bạn. Khi mới đến đây, tôi chỉ có một mình và không có bạn. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Khi đến, tôi chào hỏi tất cả mọi người, cố gắng kết bạn với họ vì chúng tôi là một đội.
chúng tôi cần gắn kết với nhau. Bây giờ thì mọi người trong đội đều là bạn tôi. Ngoài ra, khi các cầu thủ ngoại tới như Epasi hay Victor Mansare, tôi cũng tới và kết bạn với họ. Tôi không có vấn đề gì trong việc hòa nhập, đơn giản vì tôi là người khá cởi mở. Khi tôi tới đây, Bồ Đề đã rất vui. Ông ấy chào mừng tôi bằng một cái ôm, đối xử với tôi như một đứa con trai vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an toàn. Bồ Đề hỏi tôi về mọi thứ tôi muốn và đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ ổn khi ở đây. Huấn luyện viên cũng rất chào mừng tôi. Ông đã có buổi nói chuyện riêng với tôi về chiến thuật, về vị trí của tôi, có thể là ở cánh hoặc ở vị trí tiền đạo. Tôi khá hài lòng về chuyện đó. Chúng tôi cần phải ăn khớp với nhau vì chúng tôi là một đội bóng mới. Tôi nghĩ điều đó khá thú vị. Và một lý do để tôi tin tưởng về các chiến thắng chính là sự cuồng nhiệt của các cổ động viên. Họ đến sân rất đông và cổ vũ cuồng nhiệt. Đó là một điều khiến tôi thích thú. Tôi thích được thấy các cổ động viên ngồi kín sân vận động. Tuy nhiên, đó cũng là một thử thách khá lớn với bản thân tôi. Hy vọng tôi và các đồng đội sẽ không làm các cổ động viên thất vọng. Chúng tôi sẽ chỉ có mục tiêu là vô địch V-League và giành cúp quốc gia. Chúng tôi sẽ không để mất hai chiếc cúp này ở mùa giải sắp tới. Năm nay 2019-20, đang fighting, cố gắng là vô địch V-League. Vô địch.